Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết trên màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem là một chiếc xe ở phân khúc hạng C, sedan. Đó chính là chiếc xe Chevrolet Cruze. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phiên bản Cruze LT là cái phiên bản số sàn và là bản đủ quý vị và các bạn nhé. Bản đủ nó có la răng đúc, điều hòa tự động, ghế da. Đây là cái phiên bản Chevrolet Cruze LT. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi nhá. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Chevrolet Cruze LT 2015, đăng ký 2016 này nhé. Trước tiên thì tôi cũng cho quý vị và các bạn biết chiếc xe này là chúng tôi đang bán với giá là 320 triệu đồng. Thưa với quý vị và các bạn, 320 triệu đồng và vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua trả góp thì chúng tôi vẫn sẵn sàng làm trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Chevrolet Cruze 2015 này nhé. Đấy, đầu tiên chúng tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần tổng thể, về cái phần ngoại thất này. Giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe nhé. Chiếc xe này được đăng ký là màu đen quý vị và các bạn ạ. Đấy, phiên bản sedan, những chiếc xe ở cái phiên bản sedan thì cứ màu đen nó mới là đẹp nhá quý vị và các bạn ạ. Còn những cái phiên bản mà hatchback thì có thể là màu đen thì không thể đẹp bằng, nhưng mà những chiếc xe sedan cứ phải là màu đen mới đẹp. Đấy. Nhìn về cái phần ba đời xốp sau thì quý vị và các bạn thấy luôn đây ạ. Nhìn về cái phần ba đời xốp sau thì quý vị và các bạn thấy được luôn chiếc xe đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, camera lùi và cảm biến lùi rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đầy đủ option rồi. Phiên bản LT, cụm đèn thì cũng còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Nước sơn đây tôi sẽ quay cho quý vị và bạn xem từ những cái góc chéo này, rồi đến lúc nhìn trực diện vào thì quý vị và các bạn thấy đây là cái phần nền của chiếc xe này còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy, phần nền còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái nền nó còn rất là căng, rất là đẹp. Gương chiếu hậu cũng là gương gập điện nhá, và tích hợp xi nhan trên gương quý vị các bạn ạ. Đấy, gương gập điện, tích hợp xi nhan trên gương à. Nước sơn rất là đẹp đây. Hôm nay trời rất là nắng to cho nên là tôi để ở dưới nắng như này. Nếu như mà nước sơn mà nó có xấu thì nhìn rất là lộ, quý vị các bạn nhìn thấy được luôn. Xấu hay đẹp là chúng ta có thể nhìn thấy luôn đây ạ. Đấy, rất là đẹp. Đây là cái phần ba đời xốp trước. Nhìn về cái phần ba đời xốp trước này thì quý vị và các bạn thấy được luôn là chiếc xe đã được trang bị đèn gầm. Đèn gầm là đèn bi nhá, và nó có cái đèn led ban ngày đây quý vị các bạn này. Nổ máy là cái cụm đèn led này nó sẽ sáng. Bây giờ tôi đang tắt máy cho nên là cái đèn led này nó không sáng, chứ còn nếu như bật lên, nổ máy lên là cái đèn này nó sẽ sáng, đèn auto. Cụm đèn pha cũng rất là mới, rất là bóng, chưa có bị xước sát hay là chưa có bị nứt vỡ gì cả. Vì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, cho nên còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Nhìn tổng thể về cái phần ngoại thất bên ngoài thì chúng ta đã biết được là chiếc xe còn rất là đẹp, khá là đẹp đấy ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh được có 5,5 vạn km thôi, lại chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký năm 2016, chạy 5 vạn km. Theo như quy trình, theo như quy định của nhà sản xuất, theo như khuyến cáo của nhà sản xuất thì đối với một dàn lốp xe ô tô thì cứ chạy được khoảng độ 5 vạn hoặc 5 năm thì chúng ta phải thay dàn lốp một lần. Đấy là khuyến cáo của nhà sản xuất. Thì chiếc xe này đã được chủ xe vừa mới thay một dàn lốp Michelin rất là mới đây quý vị các bạn ạ. Đấy, đây là một cái dàn lốp Michelin mà chủ xe vừa mới thay xong, rất là mới, rất là đẹp nhá, mà chủ xe thay cả một dàn luôn quý vị và các bạn ạ. Cả một cái dàn lốp này đã được chủ xe vừa mới thay xong, rất là mới đây, và dàn lốp này thì rất là xịn Michelin nhé quý vị và các bạn ạ. Bây giờ là rất nhiều người mua xe mới về phải thay lên Michelin để cho nó đi cho nó êm. Cả một cái dàn lốp này đều mới đây, chủ xe vừa mới thay xong nhé quý vị và các bạn ạ. Quý vị các bạn ạ, bây giờ mà mua chiếc xe này về thì cứ yên tâm đổ xăng mà chạy thôi, chưa phải thay, chưa phải sửa chữa gì đâu. Đấy, rất là đẹp luôn đây này. cả một dàn lốp Michelin và cái lốp sơ cua cũng còn rất là mới nhá. Lát nữa thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần lốp sơ cua cũng còn rất là mới ạ, rất là đẹp đấy ạ. Mà chỉ có 320 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng C đẹp như thế này đấy ạ. Số sàn nhé, số sàn thì lại tiết kiệm nhiên liệu ạ, rất là tiết kiệm nhiên liệu ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không bị tai nạn, thứ hai là không bị ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Đấy là cái phần nội thất của chiếc xe thì tuyệt vời như vậy rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đây là cái phần nội thất của chiếc xe này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cái cánh cửa bên lái này ra để xem về cái phần keo chỉ của cái cánh cửa bên lái quý vị các bạn nhé. Đấy, trước tiên là tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn về cái phần keo chỉ đã này. Đây là cái cánh cửa bên lái quý vị các bạn nhé, keo chỉ nguyên bản luôn này. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản này. Táp bi cũng còn rất là đẹp ạ. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, gương chiếu hậu gập điện này. Đấy, chưa có xước xát gì cả. Và chiếc xe này thì đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không chạy dịch vụ quý vị các bạn nhé. Đấy, từ những cái ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên hết đây này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên, chưa có bị tháo ra cái nào cả. Đấy, cụm đèn pha cũng là đèn auto. Đấy, vô lăng, cần số này, nội thất da này, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp rồi. Ốc bản lề này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa đây, chạy nhiều hay chạy ít, chạy dịch vụ hay không chạy dịch vụ thì quý vị và các bạn xem xe là quý vị và bạn cũng có thể đoán được luôn về chiếc xe này nhá, biết được luôn về tình trạng, về chất lượng của chiếc xe. Nếu như chạy dịch vụ thì không còn đẹp được như này đâu, đến những cái trần không còn đẹp được như này đâu quý vị và bạn ạ. Rồi những cái phần nỉ này, phần nhựa của chiếc xe này đều mới, đều đẹp như thế này đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé, keo chỉ của cánh cửa này nguyên bản hết ạ. Táp bi cửa cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Ốc bản lề cánh cửa đây ạ, cũng còn mới luôn đấy ạ. Rất là tuyệt vời, một chiếc xe sản xuất năm 2015, đăng ký năm 2016, tính ra là cũng đã lăn bánh được 5 năm rồi, với quãng thời gian là khoảng 5 năm. Đấy, 5 năm mà chiếc xe còn mới còn đẹp như thế này đây quý vị các bạn ạ. Nội thất da. Đấy, đã có nội thất da rồi. Rất là mới, rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất này, về những cái phần táp lô, táp bi này, đồng hồ công tơ mét này. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 5.400.000 km rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được 5.400.000 km rồi. Vô lăng cần số thì đều rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây là cái phần vô lăng này. Đến những cái cần số này cũng còn rất là mới, rất là đẹp đây quý vị các bạn nhé. Nếu như chạy dịch vụ hay không chạy dịch vụ thì quý vị các bạn xem xe là quý vị các bạn có thể đoán đã được. Đấy, từ những cái tay phanh này, cần số này. Điều hòa cũng đã được trang bị điều hòa auto rồi quý vị các bạn ạ. Điều hòa auto đầu CD. Đấy, từ những cái phần nhựa này, nếu như chạy nhiều hay chạy ít này, chạy dịch vụ này thì quý vị các bạn có thể xem được luôn, chứ không phải là giới thiệu cho quý vị và bạn nhưng mà nó không những cái chạy dịch vụ đây, từ những cái trần này, những cái phần nhựa này, nếu như chạy nhiều hoặc chạy dịch vụ nó không bao giờ còn được mới, còn được đẹp như thế này nữa đâu quý vị và bạn nhé. Đấy, tất cả những cái phần nhựa này này. Bên ngoài những cái phần vỏ, phần sơn bên ngoài ấy, thì chúng ta có thể làm lại được. Đấy, nhưng mà riêng về những cái phần nhựa, phần nỉ này không thể làm lại được đâu quý vị và bạn ạ. Những cái phần nỉ này, phần nhựa này không thể làm lại được quý vị và bạn nhé. Bên ngoài thì có thể xước sát, có thể sơn, đơn giản. Như cái phần nội thất này thì không thể làm lại được đâu. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Cũng là một chiếc xe từ 2015 đến 2010, đăng ký 2016 đến bây giờ chạy 5 năm mà còn mới còn đẹp như thế này đấy ạ. Và tiếp ngay sau đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau đây quý vị các bạn nhé. Đầu tiên là vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ cốp sau này. Đây là cái keo chỉ của cái cánh cửa sau nhé. Nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm thì nó viên keo đây quý vị các bạn nhé, viên keo hết ạ, tất cả là còn nguyên bản, là chưa có mất một phân keo gì đâu cả. Điều này chứng tỏ chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm cả đâu. Đấy, tất cả đây quý vị các bạn xem này, từ những cái phần sau này, nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm thì làm lại là nó sẽ có vết luôn nhé, nhìn là thấy luôn đấy ạ, không giấu giếm được đâu ạ. Đấy, và đây là cái phần lốp sơ cua này. Đấy, lốp sơ cua còn rất mới luôn quý vị. Đấy, lốp sơ cua này rất là mới. Đấy, và chưa có vết gì về đâm đụng hay là va chạm gì cả từ phía sau này quý vị các bạn ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Đấy là cái tiêu chí mà chúng tôi bán xe cho quý vị các bạn nhé. Chúng tôi có thể cam kết sâu về chất lượng, có thể cam kết bằng văn bản. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cánh cửa phía sau bên phụ này. Tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này ra cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ đã này. Đây là cái phần keo chỉ của cái cánh cửa phía sau, còn nguyên bản hết quý vị và các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ, chưa có một cái dấu vết gì về tháo ốc nhá. Và đây nhìn phía sau đây thì quý vị các bạn này, ghế da thì rất là mới này, và sàn da này, chủ xe cũng đã lót sàn da hết cả rồi. Đấy, rất là sạch sẽ luôn quý vị các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua về dùng thì cứ yên tâm thôi, cứ yên tâm đổ xăng mà chạy, không phải lo gì cả, không phải làm thêm một cái gì cả. Bây giờ chúng ta mà đi mua xe mới về thì cũng phải mất vào đấy một số tiền để chúng ta có thể làm thêm lên về chiếc xe. Nhưng chiếc xe cũ này chúng ta mua về thì không phải làm thêm một cái gì cả. Và đây là cái táp bi cửa trước bên phụ đây, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần keo chỉ này, keo chỉ của cái cánh cửa trước bên phụ này, táp bi cũng rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Ốc bản lề đây ạ, cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa có một dấu vết gì của tháo ốc nhé. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu cả, còn nguyên hết. Đấy, ốc bản lề này, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên hết luôn đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn nhé, tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn xem video vậy, nhưng tôi vẫn khuyến khích quý vị và các bạn nếu như có nhu cầu thì mời quý vị và các bạn đến xem xe trực tiếp, đi thử trực tiếp chiếc xe này nhé, để cảm nhận được về khung gầm máy móc xem nó có chất hay không. Đấy, còn xem về video này thì tôi cũng giới thiệu kỹ, giới thiệu chi tiết để cho quý vị và các bạn nếu như chưa sắp xếp được thì quý vị và các bạn có thể xem video cũng có thể đánh giá được phần nào về cái chất lượng nha. Đấy, nhìn về cái phần nhựa này thì quý vị và các bạn thấy được luôn này, nếu như chạy nhiều hay chạy ít nhá. Đây, những cái phần nhựa này, tôi ví dụ này, từ những cái phần nhựa này hay là những cái phần nhựa bậc cửa này, nếu như chạy dịch vụ, nếu như chạy nhiều thì không bao giờ nó còn đẹp, còn mới được như thế này đâu ạ. Vì là nếu như chạy dịch vụ, người ta một ngày bao nhiêu người ta bước vào cái bậc cửa này, người ta đi lên người xe, người ta đá chân vào cái ghế này thì nó sẽ bị xước sát về cái phần nhựa, cho nên là nó sẽ cũ nhanh và nó sẽ bạc hết rồi cơ. Chiếc xe này thì còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Về cái phần ngoại thất và cái phần nội thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Trước tiên bước vào cái khoang động cơ thì tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ốc cabo này, về cái phần keo chỉ cabo này. Đấy, để cho quý vị và các bạn cùng xem được, biết được xem nó có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì từ cái phần đầu không đã nhé. Quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là cái phần ốc cabo này, ốc cabo còn nguyên bản và keo chỉ cũng còn nguyên bản ạ. Riêng về cái phiên bản LT, tức là cái phiên bản số sàn ấy, là cái nắp cabo nó không có cái phần nỉ chống nóng nhá, nó để trơ ra như thế này, cho nên là chúng ta có thể nhìn rất là rõ đây quý vị các bạn ạ. Nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm gì thì nhìn vào đây là chúng ta cũng có thể thấy được luôn ạ. Đấy, vì nó rất là thoáng. Chúng tôi cam kết là không bị tai nạn, không bị ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, máy móc thì nó rất là đẹp. Về chiếc xe này thì nội thất chúng tôi đã dọn qua đi rồi, nhưng về cái phần động cơ này chúng tôi để nguyên, tại vì cái máy nó còn đẹp như thế này đấy quý vị các bạn ạ. Máy móc còn đẹp như thế này cho nên là chúng tôi để nguyên. Đây là cái phần ốc chân máy đây quý vị các bạn ạ. Ốc chân máy thì nó hơi vướng một chút. Đấy, nhưng mà chúng ta phải nhìn. Đấy, ốc nó hơi vướng một chút thôi. Đấy, tôi sẽ quay, tìm cách để quay làm sao để cho quý vị các bạn có thể nhìn được ốc, để quý vị và các bạn biết được là máy móc nó còn nguyên bản ạ. máy móc còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước ạ. Chúng tôi cam kết cho quý vị và các bạn về cái phần này nhé. Động cơ rất là đẹp và rất là sạch sẽ. Riêng về những chiếc xe Chevrolet thì quý vị và các bạn biết rồi đấy ạ, chạy từ 5 vạn đến 7 vạn thì là đã bị thấm dầu mặt máy rồi cơ. Rất nhiều xe bị thấm dầu mặt máy ướt rồi cơ. Nhưng chiếc xe này nó còn nguyên đấy ạ, còn khô nguyên quý vị và các bạn ạ. Cái khoang động cơ này còn khô chứ chưa có thấm dầu, chưa có bị ướt gì cả đâu. Và còn rất là mới, rất là đẹp như thế này đấy ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn về cái phần nội thất cũng như về cái phần ngoại thất rồi khoang động cơ của chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản LT sản xuất năm 2015, đăng ký 2016. Rất là đẹp, rất là mới rồi. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 320 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chỉ 320 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng C này rồi đấy ạ. Đấy. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản LT này rồi nhé quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.